Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 đô la Mỹ. Việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh là xu hướng phát triển tất yếu của thành phố, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi khách quan của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và cũng là đáp ứng nhu cầu cộng hưởng, tương tác, chia sẻ từ người dân thành phố, nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò là chủ nhân tương lai của thành phố, tuổi trẻ thành phố đã nỗ lực không ngừng cống hiến sức trẻ trong lao động, học tập, góp phần xây dựng thành phố trên mọi phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội. Và trong hành trình đó, có những người trẻ đã, đang và sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình xây dựng thành phố, trở thành đô thị thông minh vào năm 2025. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các công dân trẻ thành phố. Thì đô thị thông minh chính là một cái thành phố mà nơi đó tất cả những cái thành tựu về khoa học, công nghệ, kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong tất cả các mọi mặt của thành phố. Nhờ vào cái việc áp dụng những công nghệ mới, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, nó sẽ giúp cho cái việc vận hành của một thành phố trở nên rất là tối ưu, rất là hiệu quả, tiết kiệm được rất là nhiều nguồn lực và có thể hướng cái thành phố đó phát triển không chỉ trong một cái giai đoạn ngắn mà là phát triển bền vững và lâu dài cho rất là nhiều các cái thế hệ sau này. Mọi cái việc, mọi cái tiện ích trong đời sống của người dân thì trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Theo mình, đô thị thông minh thì cái điều đầu tiên đó là phải ứng dụng được cái công nghệ thông tin vào cái đô thị thông minh. Thông qua các việc là mình có thể tích hợp những cái thông tin cá nhân, mình sử dụng một cái thẻ mình có thể nhận dạng con người trong đô thị này, như là đóng tiền điện hay là tiền nước ở tại nhà cho các người dân. Hiện đại hơn, phục vụ tốt nhất cho đời sống và cũng như là cái môi trường sống của người dân xung quanh. Thì mình nghĩ là đô thị thông minh trong tương lai thì sẽ là cái đô thị áp dụng những cái kỹ thuật công nghệ mới hiện đại của thế giới. Có được rất là nhiều cái tiện ích và cuộc sống của mình thì sẽ trở nên tiện lợi hơn rất là nhiều. Đô thị đó sẽ áp dụng các cái tiến bộ hoặc kỹ thuật vào trong việc giúp đỡ người dân giải quyết vấn đề một cách tiện lợi và nhanh chóng. Phục vụ cho đời sống của con người ngày càng văn minh hiện đại. Tất cả mọi thứ được hiện đại hơn so với trước đây và mọi thứ được tự động hóa. Một cái khu vực thành thị mà con người có thể áp dụng được những thành tựu của khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin để mà giúp cải thiện đời sống của người dân cũng như là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần ở khu vực đó. Để giúp cho người dân có một cái cuộc sống dễ dàng và thuận tiện hơn, giải quyết những vấn đề khó khăn còn tồn đọng, đặc biệt là chúng ta hướng tới cái việc là phát triển bền vững cũng như là chính quyền điện tử thông minh trong tương lai ạ. Giúp cho đời sống của người dân cảm thấy là thoải mái, dễ dàng hơn. Đô thị là năng động và sáng tạo, thuận tiện hơn cho người dân, hạn chế đến mức tối đa các vấn đề về ùn tắc giao thông cũng như là dẫn ngập nước. Sẽ có được những cái dịch vụ, đặc biệt là cái dịch vụ công trở nên thông minh hơn, ví dụ như là hành chính thông minh, giao thông thông minh. Sẽ có nhiều dự án được hoàn thành hơn như là tuyến đường metro hay là nhiều các phương tiện hiện đại sẽ được đưa vào hoạt động. Thành phố sẽ cho mình hoàn thiện các cơ sở vật chất cũng như là cơ sở dữ liệu để có thể xây dựng thành phố trở thành một đô thị thông minh. Có người từng nói rằng một quốc gia mà phát triển đó là khi mà người giàu người ta có thể sử dụng phương tiện công cộng, chứ không phải là người có thu nhập trung bình sử dụng phương tiện cá nhân như là xe hơi. Công trình mới đã được triển khai thì sẽ được hoàn thành kịp đúng tiến độ dù do ảnh hưởng của Covid. Trước khi trở thành đô thị thông minh thì Thành phố Hồ Chí Minh hãy tăng cường cái tính văn minh ở trong hoạt động đô thị của mình, sau đó hãy trở thành một đô thị thông minh. Khi mà có rất là nhiều sự thay đổi như vậy thì phải có một cái lực lượng trí thức trẻ chúng ta có thể gọi là đón nhận và cũng như là thích ứng với sự thay đổi đó, bên cạnh là giúp đỡ cho những cái người dân mà chúng ta chưa quen với nhiều sự thay đổi, chúng ta thích ứng với những sự thay đổi. Sẽ năng động và cùng nhau góp sức để xây dựng cho cái thành phố ngày càng phát triển. Các bạn phải ra sức học tập, nghiên cứu, tiếp cận hơn nữa nhiều kiến thức khoa học mới. Vì đó là người trẻ và chắc chắn người trẻ là người phải ứng dụng cũng như lĩnh hội được các cái công nghệ, các kỹ thuật mà thành phố sẽ đưa vào quản trị trong thời gian sắp tới. Mình biết mình tận dụng các công cụ lao động mình hiện có để mình áp dụng vào đó
thì để mà mình phát triển được cái đô thị mà ngày càng thông minh, ngày càng số hóa, thì cái việc chúng ta có những kiến thức cơ bản sẽ giúp cho chúng ta sử dụng những cái công nghệ đó nó hiệu quả hơn, và chúng ta dần dần trở thành một cái người vừa văn minh và vừa có thể làm chủ những cái công nghệ thông minh mà chúng ta áp dụng vào quá trình phát triển của thành phố. Chủ nhân của các thành phố thông minh bắt buộc phải là những cư dân thông minh. Nơi những cư dân này ở một mặt thì sẽ có khả năng là tận hưởng được những cái nguồn lợi của thành phố thông minh mang lại, nhưng ngược lại thì họ cũng đóng vai trò như là một cái thành phần không thể thiếu, đóng góp, cống hiến, xây dựng và sử dụng những cái công nghệ đó một cách rất hiệu quả. Tiếp tục dấn thân, tiếp tục học tập để chuẩn bị cho mình những cái kiến thức mới và lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đón nhận những sự thay đổi. Mỗi bạn góp một ít thì cái thành phố của mình sẽ ngày càng phát triển tiện lợi. Cũng mong là các bạn cũng sẽ cố gắng học tập, trao dồi kinh nghiệm và đồng thời đó thì cũng sẽ phát huy được cái trí tuệ nhân tạo. Các bạn cũng cố gắng học tập và làm việc cũng như là trau dồi những khả năng của mình để có thể ngày càng phát triển cái thông minh hơn và xây dựng thành phố trở thành một trong những cái thành phố khu đô thị thông minh có sức ảnh hưởng trong khu vực. Hy vọng rằng là thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 không chỉ là một thành phố thông minh hiện đại mà còn là một thành phố biết tập trung vào phát triển bền vững. Muốn thành phố phát triển thì chúng ta không thể chờ đợi ai ngoài chính chúng ta. Từng người dân ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta hãy ý thức được rằng mình là một chủ nhân của thành phố Hồ Chí Minh này và có một cái cuộc sống văn minh phù hợp với tất cả những điều đang diễn ra, tất cả những điều chính quyền đang cung cấp cho chúng ta hàng ngày, và chúng ta trở thành thật sự những người chủ nhân của thành phố Hồ Chí Minh, làm chủ được khoa học và công nghệ. Nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nguồn nhân lực quan trọng để xây dựng đô thị thông minh. Với lực lượng đông đảo, được đào tạo bài bản, năng động, sáng tạo, công dân trẻ của thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng thành công thành phố trở thành đô thị thông minh vào năm 2025, góp phần vào xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.